Với Dictionary, bạn có thể tra cứu từ vựng tiếng Anh theo nhiều cách và nhiều loại ngôn ngữ khác nhau, đặc biệt có phần khám phá ngôn ngữ của tất cả các quốc gia trên thế giới. Để sử dụng Encanta Dictionary, các bạn cũng vào nút Home Work Tools và đến phần Dictionary and Foreign Language Tools. Ở đây, Dictionary là từ điển mà bạn có thể tra tất cả loại từ vựng tiếng Anh và có thể chuyển đổi qua những ngôn ngữ khác mà Encanta hỗ trợ, ví dụ như là tiếng Pháp, tiếng Đức hoặc là tiếng Ý. Một phần khác trong từ điển đó là các bạn có thể khám phá những ngôn ngữ của tất cả các nước trên thế giới. Bạn sẽ vào phần More, sau đó chọn vào World Languages Interactivity. Lúc này, một cửa sổ thể hiện bản đồ thế giới mở ra và bạn có thể đến cái vùng có những nước mà mình cần xem ngôn ngữ của họ như thế nào. Ví dụ chúng ta chọn vào Vietnamese. Trang web mở ra giới thiệu chung về nước Việt Nam và kèm theo một số câu nói thông dụng của người Việt Nam. Các bạn có thể click vào để nghe. Chào. Chào. Cảm ơn. Dạ. Không. Hoặc đây là những câu nói thông dụng của đất nước Thái Lan. Sawadee kha. La gòn kha. Hồn thang phí sụn má. Càn lê la phí sụn khôn. Khọc khôn kha. Và còn rất nhiều mục để bạn khám phá ở trong phần Dictionary and Foreign Language Tool này. Thưa các bạn, trong Microsoft Student, có lẽ phần hấp dẫn nhất đó chính là Maps. Phần này không những dành cho các sinh viên nghiên cứu mà nó có thể dành cho các giảng viên về địa lý, có thể dùng nó để làm bài giảng địa lý của mình. Để sử dụng Maps, các loại bản đồ, bạn cũng vào nút Homework Tool và đến phần Geography Tools và chọn vào một trong những cái mục ở trong đây. Ví dụ như chúng ta muốn xem bản đồ của thế giới thì chúng ta nhấn vào mục là World Atlas. Lúc này, phần mềm sẽ thể hiện một quả địa cầu để chúng ta có thể xem qua các nước trên thế giới. Khi bạn muốn đến đất nước nào thì bạn chỉ cần click địa điểm ở trên bản đồ để xem nước đó. Bên cạnh đó thì chúng ta thấy có những công cụ hỗ trợ ở góc trên bên phải. Bạn có thể xem thông tin về kinh tế, chính trị, khí hậu của một quốc gia khi bạn duyệt các bản đồ ở phía bên tay phải của mình. Và nếu bạn muốn nghiên cứu về mặt trăng thì cũng có một phần dành riêng để thể hiện một bản đồ về mặt trăng dành cho bạn. Ngoài ra thì Maps còn cho bạn một số công cụ xác định tọa độ trên bản đồ bằng cách click vào biểu tượng này. Sau đó di chuyển chuột lên trên bản đồ thì ở phía bên tay trái của các bạn sẽ hiện ra tọa độ. Thêm vào đó thì các bạn có thể đo khoảng cách giữa hai điểm trên bản đồ bằng công cụ thước đo ở kế bên công cụ xác định tọa độ. Kho dữ liệu phong phú về bản đồ thì Maps sẽ trở thành một công cụ không thể thiếu đối với các sinh viên và ngay cả những giáo viên muốn nghiên cứu về địa lý của thế giới.